Ủa là trong đó có đũa hả? Rõ rõ ràng ràng, bởi vì các bạn thấy mình nói đúng không? Mình nói đâu có sai, chết thì sai luôn. Lựu đạn nó vô nó Chơi lựa một vòng xong đi ra. prop and sit giờ riết nó mù mù riết nó quen luôn. Thôi anh đừng có đổ thừa. Vô chào tất cả mọi người, mình là Ba Mi. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Ba Mi sẽ quay trở lại với Bicky Chapter 11 Book 2. Trời ơi, nó mới vừa ra rồi đó mọi người. Nó đúng ra rồi, xong nó cái tôi ra chơi luôn liền luôn nè. chapter 11 luôn rồi. Là sau cái trận trước là bây giờ mình đã tới được một cái điền đồn, đồn điền chứ quên, đồn điền ở phía trước. Điện đồn Cái đập lộn quá. Nó chờ riết nó lú luôn. Rồi vô. À, để coi trong điền đồn này mình Rồi, sẽ làm cái gì ôi đây. tiếc xương 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 gì, cái này gọi là gì, xương gì mà Cái này là mù piết che ba, cái lối này gì gọi là đó. piết, piết rơi nó Tiếc dày tiếc nên là mình nó làm mình bị lú bị mờ đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? À, ok. Hiểu là được rồi. Đó, bây giờ để coi. Ý, chỗ này nó có cái đường đi lên nè, Bao Mi. Y chang cái ok, bút một luôn, y chang luôn, không hiện khác gì tại luôn. là à đây có chỗ gắn cái cầu thang nè, À, cái gì? y chang cái bút một luôn á. Trời ơi là trời, có lính, có lính, có lính, có lính, có lính của thằng Bích Ghi nữa kìa. Khúc Có luôn hả? lạnh. Có. Ê, đi sau lưng tao, đi sau lưng tao. Đi Rồi chưa? thanh quá chạy kịp. Ủa lại là mày 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 chơi năng lực nhà giàu hả? Ủa là sao có chơi năng lực nhà giàu, làm cái này làm quá gì có năng lực nhà giàu. Ui. Sao tao Ui là người ui. la thất thanh mà. Ui hóa ra nó vẫn chưa chết không mà. Còn Kia nó có một đặc điểm là lúc nào nó cũng la y như heo bị chọc tiết á, mà nó chưa chết. Trời ơi thiệt Nó luôn chưa á, hồi chết. nãy con mém chết thì có chết thầy. Nó mém thôi nhưng mà nó vẫn chưa chết. Mày muốn tao chết lắm hả? Ồ, có Rồi cái lụm sẻng lụm nè. lụm kia đi, lụm kia Để đi. tao Đúng rồi, cái sẻng tao lụm cho mấy để gì sẻng ngon. để tao sẻng để tao. Ra đây cũng Kia phải là cẩn chuyên thận gia nè. sút cát mà. À. Này là xanh lá, ơi vàng thấy đâu mày? Vàng á. Vàng tao không Vàng. biết. Vàng tao không biết, vàng tao. Ê, sao Ba Mi ơi, tao bị mất một cánh tay rồi. Đâu, tao thấy mày vẫn còn đủ hai cánh, yên tâm đi. Không, tao bị mất một cánh Ôi, tay. trời ơi, lên sao không hết giấy. Trời ơi. Ai biết đâu, chạy xuống này, chạy xuống, chạy xuống, chạy xuống, chạy xuống, chạy xuống. Có một cái cây trong một cái vườn. Cái cây cái vườn gì bây giờ chạy hết đi chứ đừng có chứ đừng có đứng yên một Giờ chỗ đang nữa, mắc cây quá công trời, la giờ giống đang cây tao quá nữa, trời, khổ cái lắm. cửa màu vàng. À, chỗ này mở cửa rồi, ngon. Ok, nè mọi người thấy không? Tôi thấy Ôi, vô đây mọi nó người thấy đỡ tôi mắc không? mù nữa Ủa, con. cái Cái cầu này cầu thang đâu? thang. Ôi À cầu trời thang ơi. lên nè. Ủa mày lên đó mày xúc gì chả? À xúc tí trên đây hả? Không, trên này nó có Ủa cái có vực pháo gì đài nè. nè. Ngon vậy. Ui, ủa được cộng 10 10 điểm nè. Ui, à nó bắn về hướng này một cái. Để con coi thử coi ở đây còn cái gì nữa không? Bắn cái coi, bắn. Ủa cái Ở mà đây có nó biết không cái cộng kinh ủa có nghiệm nên vàng là nằm không có đâu gì không hết. chàng trai? Ui, được cộng hai cái kinh nghiệm. Ui, vậy là nó mới phá cái gì đó Ba Mi. Nó mới phá gì đó nên nó Dạ cộng còn công kinh phá nghiệm đâu, nè. hết phá rồi. Có. Ấy, đây nè Ba Mi ơi, ở dưới này nó có cái lỗ rồi, xong mới vừa nói cái lỗ xong nó xuất hiện liền. Cái thứ gì á? Có một cái lỗ trên một cái nhà. Ting 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 Khi ting. bạn thấy lỗ là bạn đã chết queo. Cái lỗ nào mà chết ba tào lao vừa thôi chứ. Tại khi bạn thấy Bích Ghi tới gần, Ui trời ơi, mới con hốt mém rớt xuống hoảng dưới hốt vực luôn hoảng á ngang đi thầy. chết luôn. Ê, ê, cái chìa khóa xanh dưa xanh lá mày có không? Không, xanh lá còn chưa có. Tao đang đi lang mang trên đây mà tao vẫn chưa thấy được cái ổ khóa màu vàng, không biết là Màu nó nằm ở vàng hả? đâu. Con có cái màu đỏ nè, con không có màu vàng. Cái xẻng mày trời hết hồn, có Cái yêu sẻng con nguyệt. đang à, cái sẻng con đang cầm nè, nhưng mà không, Ôi, Willow. quỷ hết hồn mày, tao đang đi nó cái góc nhìn nó Cái khuất. con Willow này, cái con tàu lao anh nó đứng đó ai Nó mày là biết con gái đâu. nha, không được chửi á, cho đây có cái đường đi nữa nè. Ở đâu? Cái đường đó tao vô nãy giờ rồi ba. Có dễ chổng không? Nó thông qua dưới đường bên kia thôi chứ có cái gì đâu. Ủa còn thiếu cái gì nữa ta? Ủa mình còn thiếu cái gì nữa Ba Mi? Ai biết đâu. Phải biết chứ, mày phải biết chứ. Nhà nó có chó tao không dám vào. Rồi xong, có một đứa bên Để bên tao đi kia bị kiếm đập rồi. cái chìa khóa xanh lá thôi, coi chìa khóa vàng tao đang Ủa cầm giờ bị mà tao kiếm thiếu, không. ủa giờ bị thiếu cái gì nữa ta thầy? Mình đi vòng vòng qua đây mình không thấy cái ổ khóa nào luôn á, đỏ xanh vàng tím rồi cũng không thấy luôn á. Ủa kỳ vậy? Ủa vậy Ơi con Thanh, heo nó dưới tao con kìa. heo nó còn gì heo, con heo nó không dí mày rồi nhưng heo nó dí tao cái thứ gì á? Nó đang dí tao á, xong nó gặp chân ái là mày á, xong nó dừng Không lại có, bây luôn. giờ nó chuyển qua thanh niên khác rồi. Amazing good. À, Ủa? con em gấu đang tới ngon lành. Ủa trời, Nhưng tự vẫn nhiên chưa thấy được cái ổ khóa mấy tới ông đây tự à. nhiên cái mình không biết mình đi đâu luôn á trời thầy. Đi 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 ra đi vô đi ra đi vô đi về.
Ủa rồi bây giờ mình đi đâu? Rồi cái thằng Bích kia nó trốn đâu rồi? Ở bên đây hình như cần có một cái tấm dáng để bắt qua phải không ta? Đúng rồi. Ủa Vami chịu cái vòng tròn. Chìa khóa màu vàng mày lấy chưa? Có vàng đây nhưng mà chưa. Á, à, có cầu thang đi xuống hả? Không, đừng có xuống là chết hết. Xuống không có được đâu. Ừ, đó có cầu thang đó. Quay lại. Zoom. Xuống đó là chết đó. Đừng zoom. Đừng có xuống. Zoom. Ok, câu qua rồi. Ê, cái thằng Bích ghi nó đi nhưng mà nó không rớt mày. Xạo. Ê, cái màu vàng của mày đâu, cái chân nó bự. Trời đất ơi, nó đào cái đất lên, lụ đạn nó. Thì đó, bởi vậy, nãy giờ tao biết chết là cái vụ đó đó. Hết cả hồn. Ủa, ê, có người mở cửa rồi nè. Chạy đi, mày vô đi, cái vụ cho đi. Rồi, tao dính bẫy rồi, ok. Có vụ đó rồi, rồi, ok. Rồi trong đây có á, cái vòng tròn nè. Ok. Rồi, cầm vòng tròn đi. Quay, trời ơi. Chạy ra đi Bobby, chạy ra nhanh. Xuống. Ôi, Willow mẹ ơi, hết hồn. Thế Willow nó ăn nó hù tao mày hoài luôn á. Thiệt á chứ. Không biết sống sao cho vừa. Mốt đánh đòn Willow. Rồi, vô. Em làm gì em sạc điện em rất rồm lắm vậy. Trời, có luôn hả? Ủa, có mình mày qua được. Á, ủa, là sao? Đu lên ba, đu cọng dây bay qua. Bắt đầu nhảy xuống cái chết luôn rồi. Hay quá em ơi. Gì đây, cái này là gì đây, chìa khóa trắng hả? Còn cái này là, à, mở luôn rồi. Ủa, sao tào lao vậy? Trời ơi. Rồi, xong chết em luôn. Nó là Groot Kona nè. Mở cái radio nấu hay ghét vậy chứ. Có vẻ như nó đã yên lặng trong một khoảng thời gian rồi. Hãy cẩn thận. Hãy chúng ta hãy vào và làm cho nó ồn ào lên đi. Vô. Á, tao tức cọng dây dễ sợ. Cọng dây nằm chìa đó mà. Tao nhìn bỏ đi. Tức cái gì? Mày cất mày cũng đâu làm được gì đâu. Chê, lỗi game rồi. Thì game lỗi thiệt mà. Tại nó để cái màu tao không có thấy được nên tao mới cái nó game lỗi. Mắt để đâu á. Lúc đó mắt tao để đâu thiệt. Cái gì nó cũng phải có cái gì đó của nó chứ, cái gì nó cũng dễ quá thì đâu gọi là đúng không? Qua tới chapter 11 rồi. Ủa gì đó, mở khóa hết chưa? Ờ, cây trong này nè. Ấy là heo nhiều quá. Rồi, sau một âm chết rồi kìa. Ui, ở trên đó có gì không em? Có, đừng lên lầu nha, heo nhiều lắm. Ừ, mày nói đúng bài, rồi đó. Bậy mày đi rồi mày ơi. Cái gì mà mày dắt ở trên xuống là để dưới lên là sao? Cười luôn, cười không luôn. Cười hoài luôn. Đâu rồi, để tao kiếm cái bóng ma kia rồi. Cao còn sống à rồi. Cái gì? Cao còn sống. Ủa? Trời má, chơi nhau rồi. Ê, chơi cái gì? Con dưới lên, con trên xuống là mình chết mà nó còn sống là nó chơi nhau rồi. Không được rồi. Há khỉa này tôi làm bình luận viên luôn rồi. Rồi giờ làm gì đó Bami? Chỉ luôn đi Bami. Tao mệt rồi Bami. Tao mệt rồi. Tao là làm một con ma lương thiện nữa. Mày không chứ mày không biết sao chứ giờ tao mệt rồi. Tao đuối rồi. Chỉ luôn đi chứ giờ tao đuối. Chơi game đừng có chơi la chơi ngu lấy cái nhỏ nồi chơi mà hôm nay chơi với nhỏ nồi cả ngày. Thiệt á chứ. Ôi giời. Còn thiếu cái gì nữa. Rồi giờ xuống dưới đó chìa khóa để ở trên không có gì đâu. Chìa khóa nằm ở đâu? Có sẵn thì mở mấy cái ụ tuyết lên, mở hết mấy cái ụ tuyết lên rồi xong rồi lên nóc nhà bắn hết mấy cái đường hầm. Game lỗi rồi, không có sẵn, không có gì hết trơn nè. Đó nữa. À, cứ phải tới tay tôi không mà thiệt á. Sao á? Cái sẻn đâu? Mày chát đi, mày chát coi có ai cầm sẻn không? Cái sẻn đâu? Where are the sẻn? Tao kiếm ra cái sẻn. Đâu lộn, where is the sẻn chứ quên. Tao mà kiếm ra cái sẻn mày tới công chuyện mày tao nữa rồi. Ừ, mày coi em đi. Tao tới luôn nè, vô. Tao chưa lượm được cái cầu thang nữa nè. Thì cái cầu thang thì cũng phải có mấy cái kia mới mới có cái cầu thang chứ. Đúng không? Ủa rồi ai bị đập vậy? Thế là đập bẫy vậy. Ơ, ê đừng nói chết hết còn mình tôi nha. Đây nha mọi người nhìn thấy rõ ràng nha mọi người. Cái này người ta gọi là cái sẻn. Đó. Cái sẻn đâu? Chê game lỗi. Sẻn đâu, cái sẻn đâu không biết. Nhà phát hành game chửi vô mặt nó là thằng này nó bị là gọi là những anh em bị mù rồi. Cái sẻn ở đâu? Ủa đạn, cái sẻn chà bá nằm trong phòng vậy đó. Ngay phòng cái chỗ nào? Hồi nãy nó nói người ta không thấy, giờ nó không thấy. Phòng nào? Ừ, cái phòng mà có cái bẫy trước cửa đó. À, ok. Các bạn nhìn thấy tôi nha, rõ ràng nè, để coi thanh niên À, ok. Rồi, tới công chuyện rồi. Anh làm gì tôi? Hả?
Giờ để tôi coi Thanh Niên Mù đi mở cửa nè. Mày giúp bạn đi ba. Hai ủ tới nhà nó chưa mở đâu nha mọi người. Tao đang mở, tao đang đi mở cái ủ ở trên lầu. Nó đi một vòng xong rồi nó quay lại ngay trước cửa, nó mở cái ủ tuyết ngoài này nè cho các bạn coi đó. Đây có nè. Nó có tay đâu. Ui, ui hết hồn. Rồi xuống dưới mở ủ tuyết 2, ủ tuyết dưới đi má. Rồi đang mở, mày cứ từ. Thời gian còn dài. Chuyện gì cũng phải tới tay tao không mà lụ đạn đó. Riết là tao thấy tao giống con tôm sắt dễ sợ. Ở đây nè, có con cụ nè, ủ nè. Rồi thấy rồi. Ủ bên đây nè. Không, có một ủ à, có thấy rồi, không cần nữa. Lại không cần. Thiệt không làm cần. Làm gì vậy? Làm nữa gì vậy? Còn thang chứ gì. À. Thôi đang lên bóp đít này nha. Em ơi vụ nó đi em ơi. Rồi. Rồi chạy. Chạy là thử sách, chạy liền. Đây, ở đây có cái mũi heo nè. Né liền. Nó mà đứng lên một phát là mệt lắm luôn á thời. Biết làm dây được chưa, vô đó làm chi không biết. Ủa sao trong đây miếng mất điện là sao ta? Ủa sao trong đây có... Ủa? Ơ kìa. Ơ sao kìa mấy bên... miếng gỗ này nó đi được kìa. Ủa? Ủa nó có cái gì trong này? Ủa thanh niên này, ủa thanh niên nó mới làm cái gì? Thanh niên này mới làm màu gì vậy? Nó cầm mấy khác đi rồi. Thì thanh niên nó làm bị chìm có đỏ rồi đó. Đúng không? Đúng đỏ không? Chính xác. Mày tên quân sư đi. Áo màu xanh lá chứ màu đỏ màu cái gì? Xanh màu xanh hay màu đỏ gì đó đó. Mày tào lao. Rồi. Em đi trốn mà mày dắt hai con heo đi cho em nó cho em nó mở cửa đi. Từ từ. Chạy đi em, chạy đi. Đúng rồi em ơi, hay quá. Rồi, hay quá, mở cửa rồi. Khó khăn nha. Chuẩn bị thanh niên mù vô nữa cho coi nè, thề luôn. Chuẩn bị có con mù vô kiếm đồ nữa nè. Tôi hy vọng em tôi mắt sáng. Rồi. Ở đây có cái gì? Ở đây có cái gì đâu? Ơ kìa ơi, bậy, bên đó có người. Ồ, hay quá, Willow hay quá Willow ơi. Good quá Willow ơi. Quá ơi. Trời ơi, em chạy nguyên một vòng luôn. Sao vậy? Hay quá. Trời ơi, em né heo thật là xuất sắc. Và thanh niên mù kia vẫn chưa làm được đồ trong đây. Lũ đạn tôi biết ngay mà. Ê, còn thiếu cái gì nữa giờ Bobby? Tôi biết ngay là nó vô một vòng xong nó lại y chang cái giấy hồi nãy. Ủa là trong đó có đồ hả? Đó rõ ràng ràng. Bởi vì các bạn thấy mình nói đúng không? Mình nói đâu có sai. Chết thì sai luôn. Lũ đạn nó vô nó lượn một vòng xong đi ra. Chơi prop and sit giờ riết nó mù riết nó quen luôn à. Thôi anh đừng có đổ thừa. Hồi nãy thì anh đổ thừa nhà phát hành game. Ok đó, thấy rồi. Tại hồi nãy con có đi thẳng cái đó đâu mà sao có thấy được. Ôi anh đừng có lý do lý cháu. Hồi nãy thanh niên xăm chỗ nó thấy rồi đâu mà chẳng qua nó bị dí quá nó không lụm được á. Anh là tôi thấy anh dạo này lương lẹo lắm nha anh kia nha. Má mai tôi mới cắt cái clip về thành hai tập. Một tập phát ra và một tập ngồi làm bình luận viên. TNT em ơi, TNT. Cộng dây bắt qua rồi tay đi cái đầu cửa luôn qua bên đây lụm nè. Cửa bên kia rồi mà cầm. Ô trong này nó có màu đỏ với màu vàng luôn nè. Ồ cũng ngon. Lắm rồi vô luôn em ơi, đúng rồi. Trời ơi có quân sư ở đây làm sao mà mày đi vô luôn đi chứ mày ra làm chi? Mày điên à, có đi lấy màu đỏ đi, con làm màu trắng. Rồi xong tôi té luôn. À trên kia nó có đường lên á, nó có đường lên á, đi. Nó có cầu thang hai bên á, cái chỗ cầu thang mà mày hỏi có lên được không á. Mày đụng chìa khóa mày bật đi. Đây có đang lên nè. Sáng đi em, tranh thủ. Bật nút cho sáng hết đi. Con heo tới. Ui trời ơi hết hồn. À nó chưa mở luôn nha. Chưa mở đúng rồi, chưa có mở mà. Mày chết đi mà mày, chết đi. Nó chết rồi mày ơi. Hả? Nó đai y dài rồi, Là sao? Ủa là chết thiệt hả? Nó đai rồi, nó đai y dài. Ủa nó còn sống mà. Đâu à? Trời ơi, chuyện nó chuyện đâu quá hả? Trên đây. Trên cabin màu đỏ. Rồi xong, em nó đã đi ra đi tìm đường cứu nước. Là chết rồi hả? Có không? Ủa tao thấy Willow đá con đó ta. Willow đá mà chứ đâu có bị chứ. Ui hết hồn. Không tao thấy Willow đá con xăm chỗ. Không. Ê. Cái gì vậy game lỗi vậy trời. Cái gì vậy? Chìa khóa vàng lên đây mở cửa nè. Không tao nhảy qua cái sợi dây rồi nhưng tao chết. Tao lao không. Nhưng mà nhảy hụt rồi. Hụt đó mà hụt, nhảy trúng sợi dây mà hụt đó mà hụt. Bởi vậy nó có nhiều nguyên nhân lắm. Có Huy Thanh gỗ không đi thích nhảy dây. Chưa. Rồi, bây giờ lần này là lấy cutscene nha. Ok. Tao quyết tâm quá. Là không mù nữa. Ừ, tao cũng hy vọng vậy chứ tao làm quân sư là mệt quá. Nhưng mà để coi thử nó có cho không đây. Để coi con mắt mày có nằm trên trán không. Ừ. Nhưng mà mới vô cao không lấy cái chìa khóa gì là cao thấy là hơi mệt rồi đó. Ba. Gì vậy ba?
lũ đảng ta cứ gặp con heo dưới đất lên hoài, hết cả hồn. Chỉ là con heo thôi mà, chứ có gì đâu mà xoắn hết cái đít lên. Nãy giờ có chìa khóa nào mở cửa chưa má? Đây nè, có trên này có chìa khóa màu cam nè. Ok, chìa khóa màu cam là lấy được cái xẻng nè. Rồi, tao bây giờ là tao nhớ hết á. Ừ, ráng nhớ đi bạn, chứ tôi thấy bạn cũng hơi lú rồi đó. Chưa già mà lú à. Hay lắm em ơi. Ui, 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 cái gì vậy? Ôi rồi, sao một thanh niên mới chết á. Rồi, chết một đứa rồi. Tốc độ đi bạn ơi. Đây, đang tới chìa khóa màu cam. Mày cứ từ từ. Đó, còn mới nghe tiếng đó. Rồi, con mở được nè, con lấy cái xẻng đây. Ủa, cái xẻng đâu? Cái xẻng thanh niên kia mở rồi. Ủa vậy hả? Ủa gì trong màu cam không có cái xẻng hả? À. Trời mày sao? Ok, thanh niên kia bắn bể hang động rồi. Tao bắn đó mẹ. Ủa mày bắn đó. Tao bắn đó là tao. Ai mà biết? Chính là tao đó. Ừ, biết rồi. Không cần nói nhiều đâu. Đây, con có sợi dây rồi nè. Đó, giờ con hết mùi rồi nha. Rồi, chuẩn bị con kia nó chết nè. À, cái miệng thúi của mày đó. Hả? Ông để coi. Cái miệng thúi quắc hả? Anh Willow ơi, anh tán này giùm em cái anh Willow ơi. Mày ơi, thằng quỷ. Nó dí theo mày hả, Bambi ơi, nó dí theo mày á. Rồi, ok. Trời ơi, trong cái phòng này đúng sáng sủa luôn á. Vậy mà hồi nãy nó không thấy được cọng dây. Thì nó là bị mù mà. Sau 300 năm chơi cái map này thì cuối cùng nó cũng đã thấy cọng dây và nó đã tự tin lên là tao có cọng rồi, dây. Rồi, ok, con qua được rồi nè, Bambi ơi. Màu đỏ trên này nè. Ok, lấy màu đỏ đi, lấy màu đỏ đi. Tao đang, khoan, tao đang mở công tắc nha, tao đang mở công tắc nha. Từ từ. Rồi, để tao qua, tao lấy màu đỏ, tao lên, tao lấy chìa khóa vàng. Rồi, đó, chìa khóa đỏ đó, lấy đi. Ê, tính ra chìa khóa đỏ. Rồi, xong rồi, con mở rồi, đó chìa khóa đỏ đó. Rồi mày cầm chìa khóa vàng đi theo tao luôn mày. Ừ, con đang cầm chìa khóa vàng nè, đi. Quay xe bạn ơi. Ui, mém chết. Trời ơi, tao kêu bạn quay xe từ 8 ngày. Đây, con quay xe rồi đấy, mày cứ từ từ. Mày cứ xoắn hết cái đít lên thì làm sao mà kịp. Rồi lên đi. Nghe tao là quân sư Vami. Ok, rồi lên là hai thằng chết. Có đứa đang mọc đầu, có đứa đang mọc đít nữa nha. Ba cái đồ yêu này thiệt tình nó làm tốn thời gian. Rồi mày lấy cái đó đi. Lên đây, tao xuống màu xanh đây. Rồi, tao xuống rồi nè. Khoan, kiên kỳ chưa có nha Bobby, kiên kỳ chưa có đâu. Màu xanh dương nằm dưới hả? Ừ đúng rồi, xanh dương nằm dưới. Xanh dương mở ra là có chắc là có kiên kỳ á, xanh dương mở ra là có kiên kỳ á. Mở đi Bobby. Từ, tao đang dí tao, tao đang kiếm đường khác tao đi. Thì mày xuống đi. Rồi Bobby ơi, cái kiên kỳ. Ủa màu xanh này ở dưới đâu có đâu ta. Có, nó nằm, nó nằm ở trên cái chốt cao á. Ok. Cố lên Bambi ơi, ta đang có cái chìa khóa nè Bambi ơi. Rồi, giờ phải lấy màu tím để vô phòng nữa. Trời ơi, tôi khổ tâm quá. Ủa là sao? Ủa trên đó là nó có chìa khóa màu tím á hả? Ừ. À đúng rồi, màu tím là kiên kỳ, Cố lên, con đang đứng trong họng. À lộn, con đang đứng trong động, chờ mày nè. Đứng trong họng. Mày còn gì để nói không kìa? Lụ đạn rồi, chứ tôi tức ghê luôn. Mày đừng làm con rối nữa Bambi. Ủa mày đi qua bên đó hả? Thì cần chứ. Cha đu dây qua đi kìa. Thôi nghỉ đi. Mệt rồi. Quyên. Ai? Vô. Anh em. Vô. Ra anh em ơi. Còn ai nữa? Yeah. Và cuối cùng cũng có được cái cutscene. Ra cổng anh em ơi.
Ủa ai làm vậy? Không phải mình đúng không? Tao thiết nghĩ là vậy. Không coi luôn hả? Còn đứng hả? Tao không đứng. Là hiểu rồi đó. Là chị hiểu rồi đó. Thế nhờ. Rồi à. Bao năm làm quân sư hôm nay lại làm heo. Các ông thấy tôi khổ không? Số tôi khổ không? Tao thấy cuộc đời nó hơi bế tắc á, Vami ơi. Rồi đã quân sư rồi mà còn làm heo thì thôi chứ. Quân sư heo, Vami. Đố, các em chạy bằng trời. Các em à. Ủa, cả mém chết đó, Vami ơi, cả mém chết đó. Ơ kìa, mày không được chết trước khi tao vào. Ơ kìa, mày muốn hành tao lắm à? Đâu có cửa đâu cưng. Hãy để tao thẻo mày. Không có cửa. Bích cửa nha cưng. Em nói nhảy xuống. Nhảy xuống. Trời đây nè. Nhảy xuống. Đúng rồi, hay lắm. Cái gì ấy, sao chết rồi. Trên này bị kẹt nhiều quá rồi, Vami ơi. Trên này bị kẹt rồi. Tao đứng ở dưới tao chờ đó mà. Thôi mày đừng có đứng ở dưới nè, mày đi chỗ khác đi. Ủa, mày đó hả? Chứ mày muốn ai? Tao đây. Ơi, tao đây. Trời ơi, mày đi đâu vậy? Đi chốn. Ủa. Ôi, sao lao vậy? Ủa, tôi trốn được rồi má. Tao chui thẳng vô lỗ luôn. Chết. Sạp lông thì cái chuyện à hả? Tao nói mày rồi, đừng chết trước tao. Đấy, đúng rồi. Em xăm hình vô đây chơi với anh. Thì cái chết đúng sạp lông luôn. Em vừa chạy, em vừa đi hả? Thầy thì vừa chạy vừa đi bộ. Ủa, nhanh chứ vậy chạy. Vậy thôi. Bởi sáng luôn, phải không? Bởi tao nói. Ôi, tự nhiên tao chết cái thu liền luôn, ghê thiệt chứ. Rồi chỉ có quân sư ra tay là mấy em băng sát chân. Rồi, ok, dừng clip luôn. Ok, các bạn thì hai đứa mình sẽ dừng video đây ha. Thì các bạn thích video này nhớ lại cho hai đứa mình một like, một share và nhớ lại cho hai đứa mình. Để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Quân sư mệt quá mấy cưng.